chiến thần sở bắc lạc mai chương hai linh một rõ ràng là đổi cách khác hủy hoại cả nhà họ giọng điệu khinh thường của chị ngô vừa dứt đừng nói là chu cầm ngay cả lạc tuyết cũng có vẻ mặt cũng không hề dễ nhìn chỉ thấy cô khẽ cắn răng nhìn sở bắc vẻ mặt bất đắc dĩ cực độ vốn dĩ cô còn ôm một chút ảo tưởng không chừng sở bắc thật sự có cách sao nhưng bây giờ mọi thứ đều tan biến rồi liên hoa tuấn viên đương nhiên cô từng nghe đến cái tên này. Audio điện tử võ tấn bền Với tài chính hiện tại, chỉ sợ ngay cả một miếng gạch vụn, cô cũng không mua nổi. Sở bác lại gióng giạc nói muốn đi đến chỗ đó xem nhà. Đây chẳng phải là muốn trêu đùa cô sao? Sở bác, cậu có ý gì, coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Lạc tuyết còn chưa đường lui, nhưng chu cầm thì đã mở miệng mắng chửi ánh mắt bà ta hung dữ như muốn ăn thịt người vậy. Cậu, cậu thật sự ném sạch mặt mũi cả nhà chúng ta rồi. Mau cút đi, cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chu cầm tức đến thở dốc, như thể sở bác đã làm ra chuyện tội ác tày trời vậy. Bà ta vốn đã rất sĩ diện, muốn để sở bác giúp mình lấy lại chút mặt mũi. Nhưng bây giờ, anh lại vứt sạch mặt mũi bà ta xuống đất để trà đạp dày vò. Chu cầm sao chịu đựng nổi. Đừng vậy chứ, tôi còn muốn đi liên hoa tuấn viên xem thử đấy. Chỉ có chị Ngô thì lúc này lại tươi cười rạng rỡ Giọng điệu nói chuyện rất bớn cợt. Sở bắc đúng không, không phải muốn đi xem nhà sao. Bây giờ chúng ta đi thôi. Tôi tùy ý đi vài vòng, không sao chứ. Chị Ngô vẫn cười tươi, nói thì nói vậy, nhưng cũng không có ý muốn đi. linh 202 biết đâu, thật sự sẽ có kỳ tích thì sao. Giọng điệu lạc tuyết gần như là cầu xin, đối với sở bắc cô chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng vô hạn bây giờ cô chỉ muốn an ổn qua ngày cho dù mắt sở bắc không nhìn thấy nhưng chỉ cần an phận thủ thường lạc tuyết cũng sẽ không chê bỏ anh chỉ là lạc tuyết lại không chấp nhận được sở bắc lừa gạt cô một chút thôi cũng không thể tiểu tuyết tin anh sở bắc lắc đầu không giải thích gì giọng điệu chân thành như có một loại ma lực khiến ba người đều kinh ngạc sở bắc Rốt của cậu muốn chơi trò gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lừa gạt tôi, bà đây cả đời cũng sẽ không tha cho cậu đâu." Chu Cầm nghiến răng nghiến lợi, không còn chút sắc mặt nào dành cho Sở Bắc cả. Còn Lạc Viết thì nhìn anh phức tạp, trong lòng trăm mối tơ vò. "Đi thôi, tin anh, không chừng lại có bất ngờ đó." Sở Bắc không quan tâm Chu Cầm, chỉ khẽ cười với Lạc tuyết. Anh kéo tay Lạc tuyết, không phân bua gì mà đã kéo đi thẳng ra ngoài. "Đợi đã." không biết lớn nhỏ, bà đây muốn đi xem cùng các người. Chu cầm đảo mắt, như sợ sở bác chạy đi, hùng hùng hổ hổ đi theo. Đi thật sao? Nhìn thấy vậy, chị ngô trợn trừng mắt, có chút bất ngờ. Vốn nghĩ sở bác chỉ là nói bừa, không ngờ lại đi thật rồi. Hừ, để tôi xem các người muốn chơi trò gì. Chị ngô khẽ hừ, dẫm giày cao gót, theo sát mấy người sở bác. Xe taxi đi thẳng tới trung tâm thành phố. Cuối cùng, xe dừng lại ở một góc yên tĩnh hiếm có của trung tâm thành phố. Sở bắc dẫn lạc tuyết, chu cầm theo sau, lần lượt xuống xe. Nhìn bốn chữ liên hoa tuấn viên to lớn trước mặt mấy người, vẻ mặt lạc tuyết có chút sửng sốt, có chút chua sót. Trường 203 đôi chân đứng cũng run rẩy cả rồi. Liên hoa tuấn viên khu biệt thự xa hoa mà bình thường nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Nhưng nếu lát nữa bị người ta đuổi ra thì quá ư là bẽ mặt. Cạch, tiếng phanh xe vang lên, đưa hai mẹ con quay về thực tại cửa xe taxi mở ra bước xuống lại là chị ngô chị ta cũng không lại gần mà chỉ là ở phía xa nhìn bọn họ ánh mắt khinh thường lại có chút khiêu khích sao cô ta cũng đi theo đúng là âm hồn không tan mà nhìn thấy chị ngô sắc mặt chu cầm lại càng khó coi nếu thật sự bị người ta đuổi đi sau này bà ta chẳng còn mặt mũi mà sống nữa chỉ có sở bắc từ đầu đến cuối đều thản nhiên Gương mặt khẽ cười đầy tự tin. Đi, đi vào đi. Nói xong, thì nhấc chân phải lên dẫn đầu đi vào phòng bán hàng. Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau, nghiến răng rồi cũng đi theo. Mau đứng nghiêm hết cho tôi, sắp có khách đến rồi. Là khách VIP trong khách quý, các anh các chị đều phải thể hiện vẻ ngoài, tinh thần tốt nhất cho tôi. Ở trước cửa phòng bán hàng, gần 20 nam nữ trẻ tuổi, mặc đồ vest đơn màu đứng xếp thành hai hàng, cẩn trọng dè dặt đứng chính giữa vẻ mặt giám đốc phòng bán hàng la toàn nghiêm túc dặn dò mọi chuyện dáng vẻ rất uy nghiêm giám đốc la khách quý khi nào đến vậy chúng ta đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi đứng phía trên một thanh niên lau mồ hôi trên trán mất kiên nhẫn hỏi một câu bây giờ đang là lúc mặt trời lên cao mặc đồ vest đứng dưới mặt trời chói trang thế này chẳng khác gì cực hình cả một tiếng đồng hồ này quần áo bọn họ đều ướt đẫm đôi chân đứng cũng run rẩy cả rồi. Trường 204 làm phô trương như vậy, không phải phong cách của anh. Lời này vừa thốt ra, hơn 20 người đều đứng thẳng người. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, cũng muốn xem xem, rốt cuộc là nhân vật thế nào giá lâm đến Tân Hải. Cũng chính vào lúc này, sở bắc chống gậy, dẫn theo lạc tuyết và chu cầm, chậm rãi đi đến. Các nhân viên phòng bán hàng nào dám chậm chế, vội vàng không người, giọng điệu vô cùng kính cẩn Hoan nghênh quý khách đến Liên Hoa Tuấn Viên. Hơn 20 người đồng loạt lên tiếng, đống tĩnh không hề nhỏ. Lạc Tuyết và Chu Cầm Vốn đang thấp thỏm lo âu cũng giật mình. Đợi Định Thần lại thì đều ngẩng đầu nhìn Sở Bắc. Ánh mắt rất kỳ lạ. Mấy người đó đang chào đón bọn họ sao? Chẳng lẽ Sở Bắc nói là thật sao? Thoáng chốc, hai mẹ con cảm giác như đang nằm mơ vậy, trong lòng có vô số suy nghĩ. Nhất là Lạc Tuyết, khẽ há miệng, vô cùng khó tin trừ phi, sở bắc còn có chuyện gì giấu mình. Chẳng lẽ, ban đầu ông nội đoán không sai, thân phận của sở bắc không đơn giản sao? Đừng nói là hai mẹ con bọn họ, ngay cả chị Ngô ở phía xa cũng hoàn toàn sướng sờ. Bình thường những nhân viên bán hàng này trông rất nho nhã nhưng thực chất cũng rất kiêu ngạo. Nhất là giám đốc phòng bán hàng La Toàn, đôi mắt chỉ hận không thể mọc trên đỉnh đầu. Nhưng hôm nay, lại kính cẩn với một người trẻ tuổi như vậy. Trừ phi, người trẻ tuổi này là nhân vật lớn nào đó. Như vậy thì rắc rối rồi. Sở bắc nhíu mày, bất giác mà nhíu mày. Anh đã nói với Thanh Vũ mấy lần rồi, chuyện này phải làm khiêm tốn. năm 205 ánh mắt khinh thường lại càng rõ rệt. Bảo vệ trước cổng cũng thật là, sao thứ người gì cũng cho đi vào vậy. La Toàn mắng chửi mạnh miệng, hoàn toàn không nghĩ rằng sở bắc là khách quý mà Tổng Giám Đốc nói. Hai hàng nhân viên bị mắng thì đều mím môi, không dám làm gì la toàn, chỉ có thể phát giận sang ba người sở bắc. Bà nó chứ, tên nhà quê từ đâu tới vậy, đây chẳng phải lạ làm lỡ chuyện sao. Đúng vậy, không có chuyện gì thì mau cút đi, dấm vỡ một viên gạch ở đây, mấy người có đền nổi không hả? Tôi mà lại đi cúi đầu với mấy tên nhà quê này sao? Đúng là sỉ nhục mà. Tiếng mắng chửi hùng hổ truyền đến tai rõ ràng. Thoáng chốc đã khiến Chu Cầm và Lạc Tuyết từ thiên đường rơi xuống địa ngục sở bắc, đều là chuyện tốt cậu làm đấy, tôi còn tưởng là cậu, tức chết tôi mất. Gương mặt chu cầm đỏ rồi trắng, chỉ cảm thấy nóng rát đến đau. Vốn dĩ còn tưởng rằng nhặt được con rể rùa vàng, làm cả nửa ngày ai ngờ người ta nhận nhầm người. Đây quả thực là còn mất mặt hơn cả bị đuổi thẳng nữa. Lạc tuyết cúi thấp đầu, nghiến chặt răng. Dù cô đã quen với việc tuổi thân, nhưng lúc này cũng muốn tìm một cái lỗ chui vào. Sở bắc, anh đưa chúng tôi đến đây, không phải là muốn khiến chúng tôi thành trò cười sao? Anh khiến tôi quá thất vọng rồi. Từ thiên đường, thoáng chốc đã rơi xuống địa ngục. Tranh lệch như vậy, khiến thái độ của lạc tuyết đối với sở bắc cũng rơi xuống hố sâu. Chật, tôi còn tưởng tên nhóc này thật sự là chân nhân bất lộ tướng nữa, thì ra là hiểu lầm. Ha ha, đúng là cười chết tôi rồi. Cách đó không xa, chị ngô đắc ý cười nghiêng ngả hình ảnh này lọt vào mắt Chu Cầm lại càng khiến bà ta thấy bị sỉ nhục. Sở bác nhíu mày, định lên tiếng giải thích. Anh tiến lên một bước, đối mặt với La Toàn. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 206 bọn họ lăn lộn ở đây cũng khá lâu rồi. Có biết đây là nơi nào không? Đừng nói là nhà, ngay cả một viên gạch, cậu cũng không mua nổi đâu. Ánh mắt La Toàn khá là khinh miệt, loại người như vậy, ông ta gặp nhiều rồi chỉ sợ là ở trước mặt gái đẹp nên mới ra vẻ nói như vậy thôi chật chật cô gái ở bên cạnh thanh niên này cũng không tệ đi theo loại người như vậy đúng thật là đáng tiếc ở bên cạnh nhóm nhân viên bán hàng cũng chẳng mấy tôn trọng người thời nay đúng là càng ngày càng điên mà trong còn chẳng có nổi hai tờ tiền mà học đòi người ta đến mua nhà không thấy người ta mù sao không chừng đi nhầm nơi thôi chật chật liên hoa tuấn viên chúng ta từ lúc nào đã xuống cấp tới mức ai cũng có thể tới mua nhà vậy bọn họ lăn lộn ở đây cũng khá lâu rồi cho dù là kẻ lắm tiền hay nhà giàu mới nổi chắc chắn nhìn một lần là chúng còn về kiểu sở bắc cả người tỏa ra cảm giác một người chất phác bọn họ chỉ liếc mắt một cái thì đã không còn hứng thú sở dĩ châm chọc khiêu khích như vậy chẳng qua chỉ là muốn vớt phát lại chút hiểu lầm bẽ mặt vừa nãy thôi mà lời của bọn họ lại giống như một tát đánh thẳng vào mặt chu cầm và lạc tuyết mặc dù bọn họ không làm gì cũng không nói gì nhưng cũng bị mắng xối xả chật chật tôi nói đến làm gì làm người ấy phải biết tự lượng sức mình không nghe lời người lớn thì chịu thiệt ngay thôi bây giờ mất mặt rồi chứ đáng đời chị ngô vung tay chép miệng bộ như sớm đã biết rồi hà tất lúc đầu phải làm như vậy chị ta vừa nói lại càng khiến chu cầm và lạc tuyết xấu hổ khôn nguôi sở bắc, chúng ta đi thôi. chương 207 mẹ nó mày nghĩ cũng hay quá. Anh vốn muốn khiêm tốn, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu đã như vậy, sở bắc cũng sẽ không nhân từ nương tay nữa. Mấy cái tên nhà quê mà thôi, có gì mà phải xác nhận. La Toàn hừ một tiếng, ánh mắt cũng lạnh đi, giọng điệu không còn kiên nhẫn. Nể tình cậu là tên mù, ông đây không so đo với cậu nữa. Mau cút nhanh đi, nếu không tôi cũng mặc kệ gọi người qua ném anh đi đấy. Vẻ mặt nhân viên hai bên cũng không còn tốt nữa. Dám đến chỗ này gây chuyện, đúng là không muốn sống nữa mà. Sở Bắc, anh còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Mau đi thôi. Lúc này, ngay cả Lạc Tuyết cũng không chịu nổi nữa, cô lôi kéo Sở Bắc, trong lòng càng lúc càng thất vọng. Sở Bắc rõ ràng là đang cố tình kiếm chuyện mà. Đồ bỏ đi cũng chỉ là đồ bỏ, ban đầu bà đây nên đuổi cái thứ hại người như cậu đi chu cầm hai tay chống eo mắng chửi thô lỗ dáng vẻ chỉ hận không thể xé xác sở bắc ra ai ra xem bộ dạng cậu thì có vẻ còn chưa phục la toàn nhìn thấy sở bắc nhíu mày vẻ mặt lập tức u ám nếu đã như vậy tôi chỉ còn nước đuổi cậu ra ngoài thôi vẻ mặt sở bắc vô cảm chỉ là màu sắc bắt đầu u ám như mực đuổi đi thì dễ nhưng mời trở lại thì khó đấy giọng nói anh bình tĩnh vô cùng tự tin chắc thanh vũ cũng sắp đến rồi. Mấy tên này lại dùng mắt chó nhìn người, đến lúc đó, xin lỗi cũng không đủ để giải quyết đâu. Mời vào lại, mẹ nó mày nghĩ cũng hay quá. La Toàn vừa nghe, quả thực giận quá hóa cười. Ông đây đuổi mày đi thì sẽ không mời mày vào lại đâu. Nếu mày đã không biết tốt xấu như vậy thì đừng trách chúng tao nữa. linh 208 không ai đành lòng nhìn chuyện sắp xảy ra nếu không phải do sở bắc thì những chuyện này sẽ xảy ra sao? Ngay cả lạc tuyết cũng bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Cô biết mà, cô không nên tin tưởng sở bắc. Ha ha ha, bây giờ có kịch hay xem rồi, chuyến này đi là đúng rồi. Chỉ có chị Ngô là không chê chuyện lớn mà hóng hớt. Giọng điệu đầy vui sướng khi người ta gặp họa. Hư, lát nữa các người có bỏ xuống đất cầu xin tôi, cũng đừng nghĩ tôi sẽ cho các người thuê nhà nữa thấy tình hình gần như đã mất kiểm soát hoàn toàn, sắc mặt sở bắt xa sầm Đôi mắt trống giống như thể tỏa ra khí lạnh. Những nơi ánh mắt lướt qua, mọi vật đều bị đóng băng. Hừ, một tên mù thối tha lại dám đến nơi này làm loạn, đúng là chán sống rồi. La Toàn khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt miệt thị. Ném bọn họ ra ngoài cho tôi. Ai dám chống đối thì đánh cho tôi, đánh thật mạnh vào, đánh chết thì tôi chịu trách nhiệm. Vừa nghe vậy, mấy nhân viên cấp dưới đều cười lạnh ai ai cũng xoa tay nóng lòng muốn thử chuyện như vậy bọn họ cũng không phải gặp lần đầu lần này đương nhiên là ngửa quen đường cũ đám người bước nhanh đến trước mặt sở bắc giơ cao nắm đấm siết chặt cảnh tượng như vậy khiến chu cầm và lạc tuyết đều nhắm mắt lại không ai đành lòng nhìn chuyện sắp xảy ra mắt thấy nắm đấm mấy người sắp rơi xuống một tiếng quát lớn vang lên khiến mọi người đều giật mình dừng tay chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng lại vô cùng phẫn nộ. Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại. Động tác mấy nhân viên bán hàng kia cứng đờ, giống như họ đã bị đóng băng. chương 209 còn không mau đuổi người đi. Triệu Diệu Quang Tổng Giám Đốc Liên Hoa Tuấn Viên. Khối tài sản trên chục tỷ là nhân vật lớn chỉ ngáp một cái thôi cũng khiến Tân Hải nổi gió. Đừng thấy mấy người la toàn vừa này kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, nhưng ở trước mặt Tổng Giám Đốc Triệu thì đều ngoan ngoãn như trẻ mẫu giáo phạm lỗi vậy sao tôi lại đến đây? Nếu tôi không đến thì La Toàn Anh cũng chọc thủng trời rồi. Gương mặt triệu diệu quang lạnh lùng, vừa mở miệng đã lập tức mắng La Toàn xối xả. Tổng giám đốc triệu, chuyện này đều là do tên mù này quấy rối, ông đừng vội, tôi sẽ đuổi cậu ta đi ngay. Chắc chắn sẽ không làm lỡ chuyện ông chào đón nhân vật lớn. La Toàn giật mình mặt cũng trắng nhợt, lập tức cúi đầu khom lưng. Ông ta còn nghĩ rằng Sở Dĩ Tổng giám đốc Triệu tức giận là bởi vì Sở Bắc làm ảnh hưởng việc bọn họ chào đón nhân vật lớn. Còn Chu Cầm và Lạc Tuyết nhìn thấy vậy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Đầu họ cúi thấp, trong lòng không biết làm gì mới tốt. Ngay cả chị Ngô cũng rụt đầu, không dám lên tiếng nữa. Các người còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đuổi người đi. Nếu làm lỡ chuyện đón khách quý, toàn bộ các người cút hết cho tôi. Là toàn bị Triệu Diệu Quang la mắng lại không dám phản bác. Chỉ có thể chút cơn giận lên đầu mấy nhân viên kia. Thế nhưng, ông ta vừa nói xong, gương mặt thoáng chốc đã nóng rát đau đớn. Bốp, tiếng động rõ ràng, vang dội khắp nơi. Cái tát này lại đánh vào mặt la toàn khiến mọi người đều đưa ra. Mấy nhân viên đang chuẩn bị ra tay, cả người lập tức khựng lại. Ai cũng chừng lớn mắt như đang nhìn thấy ma vậy. Chu cầm và lạc tuyết vốn dĩ đã tuyệt vọng cũng xứng sờ, nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Ngay cả chị Ngô cũng há hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Tổng giám đốc triệu, ông, ông đánh tôi làm gì? Còn La Toàn thì ngơ ngác che miệng. Bộ dạng tuổi thân như muốn khóc đến nơi rồi. chương 210 đương nhiên, như vậy cũng đủ rồi. Chỉ hận không thể chui đầu vào quần, lo sợ bị triệu diệu quang nhìn chúng. Toàn bộ thoáng chốc đều yên tĩnh ngay cả mẹ con chu cầm và chị ngô cũng không biết triệu diệu quang rốt cuộc muốn làm gì sau đó triệu diệu quang khẽ động thấp thỏm xe lẫn chút lo sợ chậm rãi đi đến trước mặt sở bắc cậu cậu sở hiểu lầm đây chỉ là hiểu lầm thôi đều là do mấy người này không hiểu chuyện mong cậu thứ lỗi triệu diệu quang khẽ cúi người lúc nói chuyện đầu cũng cúi thấp không dám nhìn sở bắc thêm trên trán rơi đầy mồ hôi lạnh lại không dám lao đi Cảnh tượng thần kỳ như thế khiến mọi người lại hóa đá lần nữa. Tất cả mọi người đều trừng to mắt như nhìn thấy quỷ vậy. Vẻ mặt nhìn sở bắc đều không tin nổi. Nhất là chu cầm và lạc tuyết đều che miệng, gần như là hóa đá. Cả chị Ngô cũng giống như đã nuốt phải rồi vậy. Cái miệng đó cũng chẳng nói được gì cả. Triệu diệu quang nhân vật sừng sỏ hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản Tân Hải, ông lớn có tài sản cả chục tỷ, lúc này lại khách sáo với sở bắc như vậy thậm chí còn có phần sợ hãi và kiêng rè đây là chuyện gì vậy chẳng lẽ là mình nhìn nhầm rồi còn la toàn và mấy nhân viên kia ngoài kinh ngạc thì trong lòng càng lo sợ hơn thái độ của triệu diệu quang đã rất rõ ràng rồi tên mù nhà quê trong mắt bọn họ vừa nãy lại chính là nhân vật lớn mà bọn họ phải tiếp đón mà bọn họ chẳng những buông lời châm chọc khinh bỉ mà còn dám động tay dám đuổi sở bắc đi nghĩ đến ngay cả triệu diệu quang cũng phải thận trọng rè chừng kính cẩn trước mặt người ta cả nhóm nhân viên tái mặt chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào còn la toàn thì mặt mũi đã không còn chút máu cả người run lẩy bẩy trong lòng chỉ còn một suy nghĩ tiêu rồi cả người ngồi bệt dưới đất mặt như cho tàn không khí lại thay đổi rồi bầu không khí áp lực khiến người ta gần như không thở nổi cho dù là triệu diệu quang cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó. Audio điện tử võ tấn bền chương 211 gương mặt trắng nhợt như cho tàn Đây, chính là giải thích của ông. Sở bắc đứng tại chỗ, vẻ mặt không cảm xúc. Giọng nói lạnh nhạt, không nghe ra được vui giận nhưng lại khiến triệu diệu quang không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cậu sở, tôi, tôi. Triệu diệu quang cúi thấp đầu, gấp gáp đến độ không nói nên lời. Vừa quay đều nhìn thấy La Toàn, trong lòng lại càng tức giận. La Toàn, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi với cậu sở đi. Triệu Diệu Quang trừng mắt liếc nhìn La Toàn, sau đó quét mắt nhìn mấy nhân viên kia. Còn mấy câu cậu nữa, nếu không thể khiến cậu sở tha thứ, thì ông đây giết chết mấy người. Hai câu tức giận khiến đám nhân viên run rẩy cả người. Phù phù, mười mấy người không chút do dự, đều quỳ xuống hướng về phía sở bắc. Cậu sở, chúng tôi sai rồi, chúng tôi xin lỗi. Đúng đúng, chúng tôi thật sự biết sai rồi, anh đại nhân đại lược, đừng so đo với đám người thường chúng tôi. Cậu sở, cầu xin cậu cứ coi chúng tôi như đám bỏ đi, tha cho chúng tôi đi. Một nhóm nhân viên quỷ dưới đất, đều cầu xin sở bắc. Gương mặt trắng nhợt như cho tàn. So với bộ dạng hống hách, kiêu căng lúc trước quả thực là một trời một vực. Thủ đoạn của triệu diệu quang, bọn họ biết rất rõ nếu ông ta thật sự muốn ra tay, họ có thể giữ được mạng đã không tệ rồi. Vừa lo sợ, đồng thời trong lòng bọn họ lại càng hối hận hơn. Đều là do cái tên La Toàn kia, nếu không phải tên này thì bọn họ sao có thể chọc phải ông lớn sở bắc này chứ? chương 212 trong lòng lại càng hối hận khôn nguôi. Nói xong, sở bắc chậm rãi quay người, muốn rời đi. Chu Cầm và Lạc Tuyết vẫn còn ngây ngốc tại chỗ, cả nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng lại chưa kịp đợi bọn họ phản ứng thì triệu diệu quang đã gấp gáp sốt ruột cậu sở chờ đã xin dừng chân triệu diệu quang vội vàng lên trước cúi người thật sâu giọng điệu van xin ông ta không phải kẻ ngốc nếu để sở bắc đi thật công ty của ông ta chắc chắn cũng không mở được nữa mắt thấy sở bắc không quan tâm đến mình triệu diệu quang cắn răng dày ra bóng lưỡng lại đá vào người la toàn lần nữa la toàn Mẹ nó cút đi cho tôi, anh đã bị đuổi rồi. Tôi có thể cam đoan, ở cả cái Tân Hải này, không một công ty nào dám nhận ông cả. Nửa đời sau, chuẩn bị ra đường kiếm cơm đi. Còn mấy người, Triệu Diệu Quang bị dọa đến mức thảm hại, mặt mày nhăn nhó, giống như một con chó dữ vậy, chó dữ nhìn về phía một đám nhân viên. Tất cả cút hết cho tôi. Cả bộ phận bán hàng đều vang vọng tiếng giống gầm của Triệu Diệu Quang. Vẻ mặt nhóm nhân viên tuyệt vọng thấp thỏm cúi thấp đầu, không dám nói dù chỉ một câu. Trong lòng có hối hận cũng đã muộn rồi. Còn La Toàn, người này bị một cước đá ngã xuống đất. Nước mắt nước mũi chảy dài, người quỳ xuống trước mặt Triệu Diệu Quang. "Tổng giám đốc Triệu, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin ông tha cho tôi một lần đi, cầu xin ông." Ông ta không dễ gì mới leo lên được vị trí này. Còn chưa được uy phong bao nhiêu, nếu bị đuổi đi như vậy, Cả đời này coi như xong rồi. Cậu sở, cầu xin cậu giúp tôi nói một câu đi. Là tôi mắt chó không biết nhìn người, là chó cậy gần nhà. Tôi tôi xin lỗi cậu, dập đầu với cậu, cho tôi một cơ hội đi. Chương 213 ngay cả cầu xin cũng không dám. Nếu không, chắc chắn ông ta hầu hạ Sở Bắc như tổ tông rồi. Chỉ đáng tiếc, mọi thứ đã muộn rồi. Mà chuyện đã làm sai, Trung quy cũng phải trả giá vì nó bây giờ biết sai rồi, muộn rồi, mấy anh bảo vệ kia, may lôi tên này ném ra ngoài, tôi nhìn thấy thôi cũng phiền rồi. Triệu diệu quang cắn răng hừ lạnh, vung tay. Mấy bảo vệ thoáng giật mình, lôi cánh tay la toàn, trực tiếp kéo ra ngoài. Những nơi đi qua, đều kéo theo một vệt nước, đầy mùi hôi tanh. La toàn lại bị dọa sợ đến xón ra quần rồi. Còn mấy nhân viên kia, triệu diệu quang liếc mắt sang, họ vội vàng rời đi như lánh nạn ngay cả cầu xin cũng không dám. Nếu còn không đi, e là kết cục còn thảm hơn la toàn. Mấy thứ chướng mắt vừa đi, hiện trường thoáng chốc đã yên tĩnh lại. Mắt thấy sở bác đứng quay lưng, không nói lời nào. Triệu diệu quang đương nhiên không dám làm chuyện gì dại dột chỉ dám nhìn sang Chu Cầm và Lạc Viết. Hai vị, chuyện vừa nãy thực sự chỉ là hiểu lầm, tôi thay mặt Liên Hoa Tuấn Viên xin lỗi hai người. Nói rồi, vội vàng khom người cúi thật sâu, giọng điệu vô cùng chân thành. Nhà đã chuẩn bị xong rồi, mọi người vừa lòng là có thể vào ở bất kỳ lúc nào. Mặc dù là nói với Chu Cầm và Lạc Tuyết, thật ra là nói cho sở bắc nghe. Chỉ cần sở bắc vẫn chưa gật đầu thì tim của ông ta vẫn còn mắc trong cuống họng đây. Chuyện này, qua một lúc, Chu Cầm và Lạc Tuyết mới định thần lại. Nhìn triệu diệu quang trước mặt, hai mẹ con chợt đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì. Mãi đến hiện tại, bọn họ vẫn không biết rốt cuộc là chuyện thế nào. chương 214 mình có nên thừa cơ bỏ trốn hay không đây? Lạc tuyết theo bản năng hỏi ra. Có thể, đương nhiên có thể. Cô yên tâm, nhà đã chuẩn bị xong cả rồi, chắc chắn khiến cô hài lòng. Triệu diệu quang gật đầu như gà mổ thóc, chỉ hận không thể tìm kiệu tám người mà khiêng vào. Hay là, đi xem thử. Chu cầm có chút động lòng, nhỏ giọng đề nghị. Mời bà đi bên này. Triệu Diệu Quang vội đưa tay ra mời, chỉ sợ bà ta sẽ hối hận. Chu Cầm vui mừng trong lòng, vội vàng cất bước đi vào trong mà vẫn không quên kéo theo Lạc Viết. Thấy hai mẹ con họ như vậy, Triệu Diệu Quang lại mong chờ nhìn sang Sở Bắc. "Cậu Sở, đi thôi." Sở Bắc khoát tay, cất bước đi vào trong. Nếu không phải là toàn khinh người quá đáng thì anh cũng sẽ không làm to chuyện rồi. Thấy vậy, tảng đá trong lòng Triệu Diệu Quang cũng bỏ xuống được rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông ta mới dám lau mồ hôi trên chán. Vừa chớp mắt, đã nhìn thấy chị Ngô vẫn đang chố mắt há mồm, lập tức nhíu mày. Này, cái cô kia, nói cô đó, cô làm gì vậy, không có chuyện gì thì đi mau đi, có vài chuyện không phải là việc mà cô xem được đâu. Chị Ngô lập tức định thần lại rồi giật mình, không dám nói một câu, co chân bỏ chạy. Lần này, đến lượt chị ta căng thẳng rồi. Lúc trước chị ta đắc tội với gia đình sở bắc, nhưng tên mù kia lại là nhân vật lớn mà ngay cả Tổng Giám Đốc Liên Hoa Tuấn Viên cũng không dám đắc tội. Xong rồi xong rồi, cậu ta chắc sẽ không báo thù mình chứ. Mình có nên thừa cơ bỏ trốn hay không đây? chương 215 La Hoàng nói rất đúng. Triệu Diệu Quang tạm thời đảm nhiệm vai trò tiêu thụ, anh ta dẫn Chu Cầm và Lạc Tuyết đi tham quan biệt thự một lượt. Đừng thấy anh ta nói với vẻ khiêm tốn như vậy mà coi thường, thật ra đây chính là căn biệt thự xa hoa nhất ở khu Liên Hoa Tuấn Viên này lối kiến trúc hiện đại bài trí trong nhà sang trọng trang thiết bị thì đầy đủ khiến hai mẹ con lạc tuyết hoa cả mắt nhà vệ sinh ở đây còn rộng hơn căn nhà họ thuê trước kia hơn nữa còn có bể bơi lộ thiên và vườn hoa trước kia hai mẹ con cô không bao giờ dám mơ tưởng đến nơi này quá hài lòng luôn chu cầm vô thức đáp lời trái tim thì đang đập thình thịch như đánh trống nếu được sống ở đây thì oai phải biết sau này bà ta tha hồ chém gió trước mặt hội chị em triệu diệu quang gật đầu mà không chút ngạc nhiên chỉ cần cô ứng ý thì có thể chuyển đến ở ngay ạ à? được hôm nay cô sẽ chuyển đến luôn hôm nay chu cầm chìm đắm trong sự chấn động đến mức lạc tuyết phải kéo bà ta lại mẹ mẹ đừng nói gì nữa sao chúng ta có thể mua được một căn biệt thự tốt thế này chứ dù lạc tuyết cũng rất thích căn này nhưng chưa đến mức mất hết lý trí trong giọng nói của cô còn có vẻ cay đắng. La Hoàng nói rất đúng. Đến một viên gạch của căn biệt thự này mẹ con cô cũng không mua được, chứ đừng nói đến chuyện dọn đến ở. Hả, sao? Chu cầm định thần lại rồi cất giọng oán than. Nhà đẹp thế này mà chỉ được ngắm, chứ không được ở, đúng là chán không thể tả. Lạc viết thở dài rồi lắc đầu với Triệu Diệu Quang. Anh Triệu, cảm ơn anh đã tiếp đón mẹ con tôi, nhưng chúng tôi không mua căn này được audio điện tử võ tấn bền. Chương 216 có hâm mới từ chối. Hả, mua rồi tặng cho chúng tôi ư? Chu Cầm và Lạc Tuyết nghe thấy thế thì ngẩn ra. Căn biệt thự này phải mấy chục triệu đó. Người ta cứ thế bỏ tiền ra mua rồi tặng cho mẹ con cô ư? Nhưng ai có nhiều tiền vậy chứ? Đã thế còn hào phóng tặng không cho họ căn biệt thự mấy chục triệu. Hai mẹ con Lạc Tuyết lập tức ngoảnh lại, chỉ thấy Sở Bắc vẫn đứng cạnh cửa sổ không nói một lời. Hai mẹ con lạc tuyết chỉ liếc nhìn anh một cái rồi gạt bỏ suy nghĩ ấy đi ngay. Năm năm qua, còn ai lạ với sở bắc vô dụng nữa? Sao anh có thể mua được một căn biệt thự xa hoa như thế này chứ? Không thể, chắc chắn không phải anh. Nhưng dù có nghĩ nát óc thì mẹ con lạc tuyết cũng không nghĩ ra được ai cả. Anh Triệu, anh có thể cho chúng tôi biết người đó là ai không? Lạc tuyết cao mày với vẻ nghi hoặc. Chu Cầm chỉ mỉm cười lắc đầu. Chị Lạc, xin lỗi tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được. Người ta đã thanh toán tiền rồi, mọi người cứ yên tâm chuyển tới đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà, triệu diệu quang càng nói thì Lạc Tuyết càng thấy không yên tâm. Ngồi biệt thự cả mấy chục triệu, sao cô có thể dễ dàng nhận được? Nếu không làm rõ chuyện này thì cô không thể yên tâm nổi. Lạc Tuyết định hỏi tiếp, nhưng đã bị Chu Cầm kéo lại. Tiểu Tuyết, nếu cậu Triệu đã nói vậy rồi thì con còn do dự gì nữa? Người ta đã tặng một món quà đắt giá như vậy, nếu chúng ta không nhận là không biết tốt xấu đấy." Lúc nói câu này, Chu Cầm còn nháy mắt với Lạc Tuyết. "Chương 217, nếu thế thì cứ chuyển đến đây ở tạm đi vậy. Có làm thì mới có ăn, cả căn biệt thự sang trọng thế này, sao mình có thể nhận được?" Lúc này, Lạc Tuyết rất tỉnh táo. Cô biết không phải cái gì cũng có thể nhận được cái con bé này, con nói thế là sao hả? Thấy con gái mình cứng đầu, chu cầm lập tức nổi giận. Không chuyển đến đây ở thì con định cho mẹ ra đường à? Có đứa con gái nào nhẫn tâm như con không? Sao tôi lại sinh ra một đứa con như thế này chứ? chu cầm miếu máu rồi ngồi phịch xuống sofa. Hừ, mẹ mặc kệ, mẹ quyết ở đây rồi, đừng ai hòng lôi mẹ đi đâu được. Mẹ, thấy lòng tham của chu cầm trổi dậy, Lạc tuyết cắn môi, tức đến mức tái mặt. Tiểu tuyết, đừng sợ, em cứ yên tâm sống ở đây đi. Thấy lạc tuyết vẫn đang do dự, sở bác quay lại rồi mỉm cười an ủi. Đúng đấy chị lạc, chị cứ ở đây đi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Thấy sở bác lên tiếng, triệu diệu quang thở vào một hơi rồi vội vàng phụ họa. Chu cầm ngẩng đầu lên nhìn sở Bắc, lần đầu tiên bà ta thấy người con rể này của mình thuận mắt. Họ sợ kia cũng nói được một câu ra hồn người đấy. Dứt lời, Chu cầm lại liếc nhìn con gái mình. "Lạc Tuyết, nếu con vẫn còn băn khoăn thì thích đi đâu thì đi, nhưng sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa." Thấy mẹ mình kiên quyết như vậy, Lạc Tuyết nhắm mặt lại rồi chán nản thở dài. "Nếu thế thì cứ chuyển đến đây ở tạm đi vậy." Dứt lời, cô ngẩng đầu lên rồi nghiêm túc nhìn Triệu Diệu Quang. "Anh Triệu, thế này đi, coi như chúng tôi sống nhờ ở đây." khi nào chủ nhà muốn đòi lại thì nhà tôi sẽ chuyển đi ngay, chắc chắn không chiếm làm của riêng. Triệu Diệu Quang ngẩn ra rồi vô thức nhìn sang sở bắc. chương 218, anh đi với em, hai từ đó khiến Lạc Tuyết ngẩn ngơ. Sáng nay, Lý Hải Đông cũng nói vậy. Nhưng hiện giờ, cô vẫn chưa có manh mối nào cả. Rốt cuộc quý nhân đó là ai? Loáng cái, thủ tục đã được làm xong. Để lấy lòng sở bắc, triệu diệu quang còn thuê dịch vụ dọn nhà tới anh ta chủ động xin việc đã thế còn đảm bảo trong vòng một tiếng sẽ dọn hết đồ đến đây ngay tối nay nhà lạc tuyết có thể dọn đến ở luôn thật lòng lạc tuyết thấy rất đắn đo nhưng do triệu diệu quang quá nhiệt tình nên cô đành đồng ý còn chu cầm thì gào thét đòi đi cùng với triệu diệu quang chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn bà ta định đi khoe khoang với chị ngô rồi ngay sau đó chỉ còn lại sở bắc và lạc tuyết ở lại trong căn biệt thự sở bắc chuyện này là sao hay có liên quan gì đến anh đó cuối cùng lạc tuyết do dự một lát rồi nói ra điểm nghi vấn trong đầu mình nếu không phải vậy thì tại sao trước đó sở bắc lại ung dung đến vậy sở bắc chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến liên quan đến ai quan trọng lắm à người lương thiện sẽ gặp may mắn thôi lạc tuyết trầm mặc sở bắc nói không sai nhưng một khi đã nhận một món quà lớn thế này thì cô cũng cần biết người tặng là ai chứ. Lạc tuyết vẫn thấy bồn chồn không yên. Cô thật sự rất muốn biết quý nhân đó là ai. Cùng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy là ông mình gọi tới, Lạc tuyết lập tức nghe máy ngay. Sau răm ba câu, Lạc tuyết đã cúp máy rồi khoanh tay lại. Ông bảo tôi đến công ty ngay, chắc hợp đồng với tập đoàn Lý Thị có kết quả rồi đấy chương 219 thử thách ban đầu mà ông cụ đặt ra là 3 tháng. Lạc Viễn Hà và Lạc Mai đứng hai bên rồi ngẩng đầu lên với vẻ đắc ý. Lạc Tuyết, sao vào mà không gõ cửa, mất lịch sự quá đấy. Vừa trông thấy Lạc Tuyết, Lạc Mai đã bật cười nham hiểm. Đúng đấy, không biết thân biết phận gì cả, khéo mấy ngày nữa, còn không thèm coi ông nội ra gì mất. Lạc Viễn Hà chẹp miệng cất giọng châm chọc. Còn sở bác ở phía sau Lạc Tuyết thì bị coi như người vô hình. Lạc tuyết cắn răng không phản bác lại mà đi thẳng về phía ông nội. Được rồi, chẳng mấy khi vui được như hôm nay, hai bố con anh nói vừa thôi. Ông cụ xua tay rồi ngẩng lên nhìn lạc tuyết, nụ cười chợt nhạt bớt. Lạc tuyết, lần này ông bỏ qua, nhờ có bản hợp đồng này, ông sẽ không truy cứu việc cháu tất trách trong công việc lần trước nữa. Nhưng đây là lần cuối cùng, nếu còn tái diễn thì dù cháu là cháu gái của ông thì ông cũng đuổi cháu đi đấy. Giọng ông cụ nghiêm lại, khiến sự mong chờ của lạc tuyết bay hết sạch hơn nữa câu nói của ông nghe cứ là lạ ông ơi ông nói vậy là sao ạ à? lạc tuyết cao mày rồi cất giọng hỏi trong lòng cô có một dự cảm không lành còn ý gì nữa cô rõ hơn ai hết mà còn mặt dày hỏi nữa à đúng là không biết xấu hổ lạc vinh quang còn chưa lên tiếng lạc mai đã cất giọng lạnh lùng châm chọc trước lạc tuyết tái mặt không nói gì Cô chỉ cắn chặt môi dưới rồi nhìn Lạc Vinh Quang. Tiểu Mai nói đúng đấy, ông không nói toạc ra là để giữ thể diện cho cháu, cháu tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Lạc Vinh Quang lắc đầu, giọng nói rất lạnh lùng. À, ông còn một chuyện cần tuyên bố nữa. Ngay sau đó, ông cụ đã đổi giọng rồi nhìn sang Lạc Mai. Sau một tháng thử thách, ông thấy Tiểu Mai phù hợp với vị trí tổng giám đốc của công ty hơn nên hôm nay, ông tuyên bố con bé đã vượt qua thử thách. Ông cụ vừa nói dứt câu, Lạc Viễn Hà và Lạc Mai đã mừng như điên. Cảm ơn ông, nhất định cháu sẽ không ngừng cố gắng để không làm ông thất vọng ạ. À. chương 220 cô phải đòi lại công bằng. Không phải cô đang ghen tị với Lạc Mai, mà vì cô nghĩ cho công ty. Lạc Mai mới làm tổng giám đốc có một tháng mà đã biến công ty thành một mớ hỗn độn rồi. Nếu không có hợp đồng cô ký kết được với tập đoàn Lý Thị thì Lạc Thị xong đời rồi. Giờ mà ông nội cô cho Lạc Mai vượt qua thử thách sớm hơn dự kiến thì có khác nào đẩy công ty xuống vực thẳng. Sở Bắc chỉ lắc đầu mà không nói gì. Anh biết ngay mà. Hệt như anh dự đoán. Lạc Tuyết, cô đang ghen tị với tôi đúng không? Lạc Mai vô cùng đắc ý rồi nhìn Lạc Tuyết với vẻ kiêu căng. Cô đố kỵ với tài năng của tôi, hay ghen ghét vị trí của tôi? Ông nội là người có tầm nhìn xa trông rộng, ông đã quyết vậy thì phải có cái lý của ông, sao? Hay cô cũng muốn làm tổng giám đốc à? Nhưng cô nhìn lại mình xem có xứng không?" Lạc Tuyết cắn răng, thầm thấy vừa bực vừa tủi thân. "Chị, chị đừng có nói bậy, tôi..." "Đủ rồi." Lạc Tuyết còn định phản bác, nhưng Lạc Vinh Quang đã đập bàn cắt ngang lời. "Lạc Tuyết, cháu làm loạn đủ chưa hả? Vì cháu nên công ty mới bị hao hụt vốn, đến mức suýt nữa phải phá sản. Ông không truy cứu trách nhiệm của cháu vì nể tình người nhà đấy." Nếu không có bản hợp đồng mà Tiểu Mai vất vả ký kết với nhà họ Lý, nhà họ Lạc chúng ta đã bị cháu hại chết rồi. Cháu có tư cách gì mà đòi nghi ngờ năng lực của Tiểu Mai hả? Cái gì? Lạc Tuyết ngẩn ra khi nghe thấy Lạc Vinh Quang nói vậy. Cô há hốc miệng rồi nhìn ba người đó với vẻ khó tin. Họ đổ trách nhiệm của Lạc Mai cho cô, cô có thể bỏ qua. Nhưng rõ ràng là cô đã ký hợp đồng ấy, sao giờ lại thành công của Lạc Mai rồi? Đúng là ức hiếp người quá đáng. Ông ơi, hợp đồng này là cháu ký, có liên quan gì đến Lạc Mai đâu?" Lạc Tuyết tức đến mức thở hổn hển, cô nghiến chặt răng rồi phản bác lại. "Cô phải đòi lại công bằng. Cô không cam tâm để thành quả của mình bị người khác cướp mất. Cũng không muốn bị người ta bắt nạt mãi." "Lạc Tuyết, đầu óc cô có vấn đề à? Không lẽ cứ ai ký hợp đồng thì là công của người ấy chắc?" Lạc Mai vẫn giữ vẻ bình thản rồi nở nụ cười khinh bỉ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 220.